Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu được thành lập vào ngày 10 tháng 3 năm 2011. Trải qua hơn 7 năm hình thành và phát triển, đến nay, trung tâm có hơn 40 cán bộ, nhân viên, giáo viên cùng hơn 1.300 học viên. Trung tâm có trụ sở chính được đặt tại địa chỉ tầng 1 Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bình Phước và các chi nhánh tại thị xã Bình Long, thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng. Với khẩu hiệu chấp cánh tri thức cho bạn, tất cả các phòng học tại Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu đều được trang bị TV, máy chiếu, loa, đài, máy trợ giảng, v.v. để hỗ trợ tích cực cho việc giảng dạy, học tập hoặc thuyết trình theo nhóm. Việc hoàn thiện các phòng ban chức năng như ban cố vấn giáo dục, phòng hành chính tổng hợp marketing, phòng học vụ, phòng kế toán và cụ thể hóa quy trình làm việc của các phòng ban tại trung tâm đã và đang góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong từng hoạt động của toàn trung tâm. Trước đây tôi cũng đã cộng tác với rất nhiều trung tâm, nhưng mà hiện tại thì tôi cũng chuyển về hoàn toàn cộng tác với Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu, bởi vì tôi thấy rằng môi trường làm việc thì rất là chuyên nghiệp nhưng cũng đầy tính nhân văn. Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các cái hoạt động cho các anh em để mà tạo tinh thần đoàn kết, cũng như là những cái buổi họp để tạo cho các anh em có thể là chia sẻ những cái kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy cũng như là những cái định hướng mới cho trung tâm. Ở Đồng Xoài này thì chị thấy có một trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu là lớn nhất và có cái sự chuyên nghiệp trong cái khâu quản lý nhân sự, quản lý học viên, tất cả đều rất là chuyên nghiệp. My name is Selena Waithera and I am Kenyan and I am basically here in Vietnam to visit and to learn about many different Vietnamese culture, how Vietnamese do their things, what type of food they eat, what is the weather like here, and I am enjoying myself and I am having a good time. And I am specifically visiting the center to learn about the education system in Vietnam, and probably maybe someday I want to come and teach in this center. Giảng dạy làm công việc chuyên môn ưa thích của mình thì tôi còn thường xuyên được trau dồi thêm những cái phương pháp mới, những kiến thức mới và cập nhật những cái xu hướng thi tiếng Anh ở trên thế giới thông qua việc là được ban giám đốc tạo điều kiện hỗ trợ cho đi tham gia các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng ở Sài Gòn và các tỉnh thành lớn khác. Thì điều đó làm cho tôi cảm thấy là bản thân mình luôn luôn được làm mới, luôn luôn được phát huy hết những cái tiềm năng có sẵn trong mình. Và thêm vào đó nữa thì điều mà làm cho Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu khác với những trung tâm khác đó là ngoài cái công tác giảng dạy, công tác đào tạo học viên, tổ chức thi lấy chứng chỉ Cambridge hàng năm thì trung tâm rất là chú trọng đến cái việc phát triển cộng đồng, những cái hoạt động xã hội và các hoạt động công ích, những cái chương trình tình nguyện hay là từ thiện ở các tỉnh vùng sâu. Qua cái việc đó thì có thể tuyên truyền được văn hóa đọc và đưa tiếng Anh là một cái bộ môn rất quan trọng trong tương lai đến với các trẻ em vùng sâu vùng xa. Đó là một cái điều mà làm cho tôi cảm thấy rất là tâm đắc và muốn gắn bó ở đây lâu dài. Để có thể triển khai chương trình đào tạo phong phú, đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu học và giao tiếp bằng tiếng Anh, trung tâm luôn xem việc nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ then chốt. Hàng năm, trung tâm luôn tạo điều kiện, cơ hội để các thầy, cô giáo và các em học viên tham dự các buổi tập huấn giao lưu tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, được tổ chức bởi các tổ chức giáo dục nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế như Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS, Hệ thống Trung tâm Anh ngữ ILA, Trung tâm Khảo thí Tiếng Anh Cambridge VN120, v.v. Thêm vào đó, đội ngũ giáo viên trẻ năng động, nhiệt huyết trong công tác giảng dạy tại trung tâm chính là một lợi thế để trung tâm mỗi ngày nhận được sự tin yêu của quý phụ huynh và học viên tỉnh nhà. Em học ở trung tâm Úc Châu rất là vui bởi vì là ở đây có các thầy cô giáo quan tâm em rất là tận tình và truyền đạt em những kiến thức rất là bổ ích. Các bạn ở đây rất vui vẻ và thân thiện. Các thầy cô ở đây dạy dỗ rất là nhiệt tình. Tôi đã bắt đầu cho con học ở trung tâm ngoại ngữ quốc tế Úc Châu được khoảng gần 3 năm. Và trong quá trình học thì cháu nhà tôi rất là thích được học ở trung tâm ngoại ngữ này. Về nhà thì cháu thường hay kể với ba mẹ là học ở trung tâm rất vui. Các cô giáo không những là dạy kiến thức cho các cháu mà còn hay tổ chức các trò chơi tập thể.
các bạn ở trong lớp có thể tập nói chuyện với nhau, và thỉnh thoảng thì còn được nói chuyện với giáo viên người nước ngoài. Trong kỳ thi chứng chỉ starter vừa rồi thì cháu nhà tôi đã đạt được điểm tối đa, và các cô giáo là ngoài các buổi họp phụ huynh ở cuối khóa thì khi có phát sinh những sự việc gì thì các cô thường xuyên liên lạc với phụ huynh để trao đổi về tình hình học tập, sinh hoạt của cháu ở trường, ở trung tâm. Vì vậy là tôi cũng rất yên tâm. Ở đây là các thầy cô được quan tâm và dạy em rất là nhiều, các bạn đều vui vẻ và thân thiện. Em rất thích học ở đây. Trong những năm qua, trung tâm luôn nhận được sự động viên, quan tâm, giúp đỡ của các sở ban ngành trong tỉnh, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước và Sở Giáo dục Đào tạo Bình Phước. Cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên, giáo viên, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu đã đạt nhiều thành quả đáng trân trọng và khích lệ. Từ năm 2012 đến nay, Trung tâm đã tổ chức cho trên 1.000 lượt học viên tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của Đại học Cambridge, Vương quốc Anh ở tất cả các cấp độ Starter, Mover, Flyer, Guest, Quest với tỷ lệ học viên đạt điểm giỏi xuất sắc rất cao. Bên cạnh đó, nhiều học viên của Trung tâm đã đạt thành tích đáng ngưỡng mộ trong những cuộc thi tiếng Anh trực tuyến các cấp hay các kỳ thi vào lớp chuyên tiếng Anh của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Quang Trung, vào chương trình đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2020 tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, trung tâm thường xuyên được Sở Giáo dục Đào tạo Bình Phước, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Bình Phước, Hội khuyến học tỉnh Bình Phước tặng giấy khen về những đóng góp, cống hiến đầy ý nghĩa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh nhà. Riêng năm 2017, 380 học viên của trung tâm đã đăng ký tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của Đại học Cambridge, Vương quốc Anh. Qua đó, 212 em đã đạt điểm giỏi và xuất sắc. Trong đó, 16 em đã đạt điểm vượt ngưỡng ở các cấp độ CAP, PET dành cho học sinh cấp trung học cơ sở. Tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet IOE cấp quốc gia trong năm vừa qua, học viên của trung tâm đã vinh dự đạt một huy chương vàng bảng C và một huy chương đồng bảng C. Trong cuộc thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet cấp tỉnh và cuộc thi trực tuyến Olympic tiếng Anh thông minh OSE toàn tỉnh năm 2017, 58 học viên của trung tâm từ lớp 6 đến lớp 10 đã đạt các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Ngoài ra, trong năm vừa qua, gần 100 học viên của trung tâm từ lớp 5 lên lớp 6 đã thi đỗ vào chương trình tiếng Anh đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2020 tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh và được xếp trong nhóm học sinh đạt điểm thi đầu vào rất cao. Bên cạnh đó, trong năm học 2017-2018, 5 học viên của trung tâm đã trúng tuyển vào lớp chuyên Anh của trường trung học phổ thông Chuyên Quang Trung. Trong đó có em Nguyễn Phước Nguyên là một trong 5 học viên này đã đỗ thủ khoa. Những thành quả kể trên đã thực sự trở thành niềm vui, sự tự hào của cả các phụ huynh học viên lẫn tập thể các thầy cô giáo đang công tác tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu. Đặc biệt, trong thời gian qua, nhằm tạo điều kiện để học viên có thêm cơ hội tự học tại nhà, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu đã tạo lập một số kênh thông tin như sau. Như website của trung tâm với tên miền aiebp.edu.vn, kênh chia sẻ video trực tuyến YouTube Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu, Facebook Úc Châu Bình Phước và fanpage Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu. Hơn nữa, gần đây, trung tâm đã triển khai chương trình vui học tiếng Anh cùng Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu đầy lý thú được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước vào 8 giờ sáng Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng, đồng thời được phát trên các kênh thông tin của trung tâm. Trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu quả chất lượng dạy và học tiếng Anh, xây dựng trung tâm ngày càng phát triển bền vững với phong cách chuyên nghiệp, đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh của các em học sinh tỉnh nhà. Từ đó, giúp các em trở nên bản lĩnh, tự tin, sánh vai với bạn bè cùng lứa tuổi trong cả nước và trên toàn thế giới. Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu, chắp cánh tri thức cho bạn.